Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dung đang đứng trong một cái khu vực mobile home rất là, phải nói là rất là đẹp và Dung rất là thích luôn. Khu mobile home này tên là South Rose, là sát bên chợ Song Hỷ luôn. Mình có thể đi bộ ra chợ Song Hỷ độ khoảng chừng 5 phút thôi. Chợ Song Hỷ là chợ Việt Nam đó cả nhà. Phía sau căn nhà lầu đó là nguyên một cái plaza của người Việt Nam mình, bán nhà hàng nè, rồi chợ Việt Nam nè, rồi các cái cửa hàng, nói chung là khu vực ăn uống nữa. Có những cái cho giới trẻ là chẳng hạn như ăn vặt á, nói chung là bên đó là nguyên một cái cụm plaza rất là lớn, và mình có thể mình đi bộ ra ngoài đường lộ lớn á, mình đi qua độ khoảng chừng 5 phút là tới. Và Dung đang đứng trước hồ bơi của cái khu vực mobile home này, kế bên là cái văn phòng của họ luôn. Cả nhà nhìn nè, cái cảnh vật rất là đẹp ha. Có những cây dừa rất là đẹp. Và cái đường đi nha rất là rộng. Và Dung thấy là khu đất mà hai bên nhà còn lại để mình chạy xe vô á, phải nói là rất là rộng và rất là thoáng luôn. Và cái khu vực này Dung thấy là dân cư trồng cây cũng rất là dễ thương nha. Chẳng hạn như bên kia là có cây ổi nè, cây đu đủ nè, đó, cây chanh nè, nói chung là rất là nhiều trái. Nhà này thì nè, mọi người nhìn cái khuôn viên nhà của họ rất là rộng ha. Đó, cây bông giấy rất là đẹp ha. Dung đã xem qua rất là nhiều cái khu mobile home, nhưng mà nếu mà để chọn một cái khu mobile home mà hai bên đất còn lại chừa lại á, cái nhà ở giữa và hai bên đất là một bên đó là cửa thoát hiểm ha, và một bên là để cho xe chạy vô, mà rộng như thế này phải nói là Dung rất là thích luôn. Vực phía sau văn phòng và cũng có parking để cho khách để luôn. Cái parking bên này và parking bên kia. Cái khu vực này á, phải nói là người ta sắp xếp á, cái khoảng đất còn lại á, chẳng hạn như dùng cho parking cho khách hoặc là parking cho mỗi nhà, Dung thấy rất là thoải mái. Và Dung mới gặp một cô là dân cư ở đây gần 20 năm rồi. Cô nói là cô sống đây rất là yên bình. Cô, nhà cô á, ở đây từ cái lúc mà đất ở cái khu vực này á, chỉ có mấy trăm đồng một len ly một tháng thôi. Mà hiện tại bây giờ là cô nói là hình như là 1.500 hay 1.700 gì đó đổ lại. Thì Dung thấy cũng rất là ok, tại vì bây giờ vật giá cái gì nó cũng lên hết. Thì cái giá len ly mỗi tháng á, 1.500 cho tới 1.700 á, thì cũng vài nơi cũng có, hoặc là có nơi thì 2.000 mấy, có nơi 3.000 mấy cũng có luôn. Cho nên nó hả, Dung thấy khi mà cái len ly mỗi tháng đổ lại á, là 1.700 trở lại thì Dung thấy cũng hợp lý. Nhìn nè ha, chẳng hạn như cái đường đi nè, hai bên xe chạy rất là thoải mái. Khi mà mình dê từ ở nhà đi, mình dê xe từ nhà ra cũng rất là thoải mái luôn ha. Rất là thoáng, cái không khí ở đây rất là thoáng. Cây ổi trong nhà kìa, quá trời trái luôn kìa. Và cái khu vực này á, Dung thấy á, là người Việt Nam mình sống rất là nhiều. Tại vì cái khu này là cái khu Lido Sài Gòn á, cho nên người Việt Nam mình sống rất là nhiều ở đây. Phải nói là Dung đã dừng cái kiểu quay mobile home như vậy cũng một thời gian rồi. Vậy Dung muốn là, vì Dung chưa có sắp xếp được thời gian á, thì ngay ngày hôm qua có một cô khán giả gọi cho Dung là và đang xem cái kênh của Dung luôn về mobile home, và nó thôi thúc Dung là làm lại cái kiểu quay mobile home này để cho mọi người cùng xem á, khi mà mình có cái nhu cầu á thì mình đi lựa chọn cái căn mobile home ở cái khu nào đó mà mình cảm thấy mà mình thích á. Cho nên hôm nay Dung làm lại cái quay mobile home này.
quýt này không biết có ngọt không mà trời ơi nó cháy quá trời cháy luôn. Ôi, cháy đặc nghẹt luôn, đẹp chưa? Cái này là quýt quýt đường á ha. Này quýt đường này. Ôi đẹp quá. Bên kia đường á có cái cây hoa màu vàng đẹp quá. Nói chung là dân cư ở đây Dung thấy trồng cây Dung rất là thích nha. Đây có một căn đang để bảng bán. Dung sẽ gọi cho cô ấy. Hello. Dạ, chị đang đứng trước cái căn nhà 63. Chị thấy có một cái bảng sale á. Dạ. Dạ. Cho chị hỏi là cái diện tích bao nhiêu square feet cho em? Dạ, căn này là 3128 square feet. 1001 square feet. À. Và tiền lên ly mỗi tháng là bao nhiêu vậy em? Cho người mới là 1370 là người mới. À, cho người mới là 1370. Chị có thể xem sơ xung quanh căn nhà được không? Chị đang đứng trước nhà. Dạ, chị đi vòng vòng chị coi được nha. Ok em. Rồi với đi vòng vòng chị coi. Dạ. Dạ. Thì em gửi chị đó là chị tên gì ạ? Chị tên là Dung. Dung. Em muốn thì em gửi cho chị cái hình trên mạng đi rồi chị coi sơ sơ được cái phần trong nhà đó. Ừ. Mà ông hỏi là chị muốn mua là chị làm loan thì chị chẳng khá sao? Chị làm loan đó em. 2.000 nó lên nó rìm một đồ như nhà hao à. Dạ. Nó không nóng không lạnh. Ồ cái này ha. Ừ. Nó có cái đến đầu ấy mà cái kho cũng vậy, nó hai lớp luôn. Giờ thấy tôi gỡ ra đó. Ừ. Một lớp tôn sống để lấy sình ở trên nó không có nóng. Cây á kỹ thuật tôi trồng bón phân để trái, cây dạ. Không trái 20 năm cây nhãn trái, tôi lấy làm cho có trái. Trời ơi, hay quá. Nghe bao phạt đó, cái chị đó trao khỏi một đèn. Dạ. Mà chị nói chị đi thiệt với em 20 năm nay chị mới đóng thùng gửi cho con chị ở Sơn Bàn này. Hên quá. Cái khoảng là cái bông dạ. Bông quýt này chua cái gì. Ừ. Tôi làm cho ngọt luôn. Trời hay thế. Cao siêu. Cái chưa biết luôn á. Thôi sẵn tiện anh cho em xin số điện thoại trên cái kênh em luôn đi. Khán giả sẽ biết tới anh rất là nhiều đó. Anh chủ nhà này là chuyên ghép cây, chẳng hạn như cây nào mà thấp chua. Cây, thấp cây, trồng cây. Cây nào mà chua là anh làm cho ngọt. Ừ. Cây nào mà lâu năm không có trái anh sẽ làm cho có trái. Nói chung là tay nghề rất là cao siêu. Anh cho em xin số điện thoại. 714-312-8776. 714-312-8776. Anh tên gì ạ? Tên Bình. Anh tên Bình nha. 714-312-8776. Phải không anh? Rồi, anh tên Bình là chuyên gia về cây cảnh. Cô chú anh chị có thể điện thoại cho ảnh. Ảnh sẽ giúp cho cô chú anh chị ha. Là cây nào chua sẽ làm cho ngọt và cây nào lâu năm không có trái sẽ làm cho trái sung sê, phải không anh? Đó, đó là một tay nghề rất là cao siêu. Tôi vô là tôi nhiều người đó mà không để đem ở đi rồi bán đó, không đồ nó tùm lum tùm la đó. Việt Nam mình mà con bán online đó, tùm lum là tôi dọn trống ra. Rồi tôi mua nhà kia 850. Dạ. Nhà kia không có đất. 850. Ờ. Thì cuối đất người ta tách thêm đó. Dạ. Đó, cái cửa bên hông khi mà mình bước vô là có một cái phòng này dụng là phòng mà cái tủ ở đây nhiều tủ lắm. Ồ, trời quá trời tủ đây này, đựng đồ ha. Và cái bếp. Ở đây quen là ở nhà kia nó design dạ. Nhà có tủ. Ồ. Có tủ ngày biết. Nhà hao ít tủ lắm. Chỉ có tủ bếp thôi. Ừ. Đó mày đổ là mấy giờ mới xếp chỗ đó. Dạ, nhà đổ. Mobile home thì mới có nhiều ngăn nhiều tủ. Và bước vô cái bếp nha, cái bếp rất là cao. Cái bếp này tôi mới thay khoảng năm mấy, còn cái hút này mới thay mấy tháng nè. Dạ, mới, hàng mới. Cái bàn còn bếp, xin chỗ em bàn rửa. Cũng hút để tôi mở liền. Dạ, trời ơi, nhà này có 3 phòng. Đây là cái phòng tắm cho hai cái phòng này. Đây. Đây, phòng để... ngăn này là để quần áo.
Máy lạnh, máy lạnh. Mát lắm. Máy lạnh trung tâm, máy hít. Trần đẹp ha, trần giống nhà hao. Thì đó, hai ngày nữa lên là review rồi như nhà hao. Dạ. Tấm mới lọ được người kia. Dạ. Đây là cửa đi vô, đi ra nhà trước này. Trước nè. Đây là cái phòng khách. Phòng khách ở đây rồi, có kia mình để bàn ăn. Nói về đây là phòng mà mua cái nhà này hơn. Hơi lắm ha. Học là đại học, tức là mình mới đi cháo từ hết rồi. Dạ. Đây là phòng nè. Đây là phòng master. Nè. Hồi xưa nó thảm bà xã mà ông thích là cái bé là cô mới đó làm gì đó. Tôi mới lót nè. Là tôi thích người ta mới vô là thích là gỗ hơn. Anh ở nhà này bao nhiêu năm rồi anh bán? 2004 bây giờ. Qua nhà hao. Bán phòng trời cái bếp này ok quá à. Tôi gắn đá là mới gắn sao nè. Cái gì phải là hồ bơi. Dạ. Vậy là cái chỗ này mình có thể để tủ lạnh hả? Không, tủ lạnh nằm góc đó. À, góc đó. Nó có nước, nước nấy tránh gì bên qua đây. Tủ lạnh này, tủ lạnh nhỏ. Cây đào nó đẹp. Nè, cây này Tết là hết sảy. Tại vì nó cho khỏi nóc nhà, cái tôi kiết hai cây còn em gái một cây. Đây là bứng hết luôn. Trời ơi. Xe nó chở 3 tiết. Hôm qua tôi bước chở nhanh. Thôi em cảm ơn anh Bình nha. Em cảm ơn anh. Để em đi quay tiếp vòng nữa. Nếu mà có duyên thì em sẽ mua lại căn nhà này. Nãy em bấm rồi mà. Dung đang đi vòng vòng cái khu này. Nhung cảm thấy rất là thích cái khu này. Cũng cầu xin cho gia đình Dung may mắn mua được cái căn mà Dung mới coi á. Tại vì Dung rất là ưng. Thứ nhất là chủ nhà rất là dễ thương nè. Đất xung quanh còn lại rất là rộng. Và mình có thể mình trồng trọt thêm. Cảnh vật rất là đẹp ha, mà không hiểu sao cái cảm giác mà khi mà Dung đi vô cái khu vực này Dung rất là thích luôn á. Cũng cầu xin là Dung mua được cái căn nhà đó. Cái này nè, ăn được á mà không biết là nó ngon không, Dung chưa giờ Dung thử luôn á. Nhìn nó giống cái cây, cái giống cái trái thanh long quá ha. Nhưng mà của người ta mình không nên đụng vô. Thôi đi anh này. Ủa nhà này nè. Nhà này đẹp quá. Có cây táo nè. Cây đu đủ quá trời trái luôn. Rồi cây ổi nữa kìa. To ơi là to luôn. Cây táo này là cây táo ở đây mình rất là ít thấy nha. Nó giống như là cây táo Việt Nam á ha. Đã chưa? Ổi rồi quá trời trái luôn. Cây đu đủ nè. Đi. Đây là gần phía ngoài của cái đường Dung đi ra trước đường để cho cô chú anh chị ngắm lại cái khu này ha. Trước mặt Dung á, là đường Westminster. Nếu mà mình quẹo phải đi chừng 5 phút thôi là tới chợ Song Hỷ, là tới cái khu plaza của người Việt mình á. Dung đang đứng trước cái cổng đi vô của cái khu mobile home này. Thì khi mà mình quẹo phải đây á, là mình sẽ đi vô chợ Song Hỷ nè cả nhà. Đó, mình đi hết cái bờ tường này, đi hết cái đoạn cây xanh này là sẽ tới cái chợ Song Hỷ, là cái khu kinh doanh của người Việt mình. Và phía sau của cameraman là nhà hàng và cái cũng là cái
Lazada của khu người Việt mình bán luôn. Đó, có cái nhà hàng 5 số 9. Dung chưa có thử qua cái nhà hàng này. Bữa nào đó Dung sẽ quay lại và thử qua ha. Đây, kế bên có cái parking để cho cái khu khu nhà hàng này, khu plaza đó. Bên trong là khu mobile home đó cả nhà. Tóm lại là Dung thấy là cái khu mobile home này là dành cho family, có nghĩa là lứa tuổi nào mình có thể ở cũng được hết. Và tiền rent đất thì rất là rẻ so với lại cái khu Bosa mình. Thì Dung thấy là cũng rất là good ha. Và Dung hy vọng là Dung sẽ tìm được một cái căn nhà ở trong này, giống như là cái niềm mơ ước của gia đình Dung. Hy vọng là may mắn sẽ đến với gia đình Dung và đến với mọi người khi mà có nhu cầu mua mobile home và chọn một nơi hợp lý cho cái chi phí hàng tháng cho cái gia đình của mình ha. Cái khu mobile home này á là Sao Pro 10866, nằm trên đường Westminster ha, là khu vực thuộc thành phố Westminster, Lý Đô, Sài Gòn. Video hôm nay Dung xin được gửi tới cô chú anh chị và hy vọng rằng cô chú anh chị đang chăn trở muốn tìm một cái căn nhà cho cái gia đình, cho cái tổ ấm của mình, thì cũng hy vọng là mọi người cũng tìm được một cái căn nhà như ý. Và chúc mọi người may mắn ha. Dung cũng muốn gia đình Dung cũng như vậy luôn, cũng được như ý và may mắn trong cái thời gian tìm nhà cho gia đình của mình. Video hôm nay Dung xin được kết thúc tại đây. Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dung nha. Dung xin bye bye và hẹn lại video kế tiếp. Bye bye.